Trong tập 11 của Anh trai Say Hai, điều khiển mình cảm thấy hấp dẫn nhất chính là sự phát triển của các nhân vật. Không chỉ là những khoảnh khắc hài hước, mà còn là những câu chuyện sâu sắc, phản ánh những vấn đề mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Mình đặc biệt ấn tượng với mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Họ không chỉ là anh em, mà còn là những người bạn, những người đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những cuộc trò chuyện chân thành, những giây phút chia sẻ buồn vui, tất cả đều khiến mình cảm thấy gần gũi một điểm nổi bật khác là cách mà tập phim này khai thác những chủ đề như tình bạn tình yêu và sự trưởng thành có những lúc mình thấy mình trong nhân vật khi họ phải đối mặt với những quyết định khó khăn hay khi họ cảm thấy lạc lối trong những mối quan hệ điều này khiến mình nhận ra rằng không chỉ họ mà tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống ngoài ra âm nhạc trong tập này cũng rất tuyệt vời những bản nhạc nền không chỉ tạo nên bầu không khí mà còn làm nổi bật cảm xúc của các nhân vật mỗi lần nghe một giai điệu quen thuộc mình lại nhớ đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong phim cuối cùng mình nghĩ rằng anh trai say hi không chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí mà còn là một bức tranh phản ánh chân thực về cuộc sống về tình cảm gia đình và tình bạn ai cũng có thể tìm thấy một phần của chính mình trong đó chúc các bạn một ngày vui vẻ